rồi à? Mẹ, lúc nay mẹ hết ốm rồi à? Lúc nay mẹ có ốm nữa không? Mẹ có à? Mẹ ơi, người mẹ con thấy người mẹ đang ấm. À, người mẹ đang ấm à? Thế cái xe của con kia đâu? Cái gì con? Cái xe của con đây. Mẹ không biết ạ, à, con để đâu? Sao con đang để nhà con này? Con à? Cô ơi. Các con đi học, các con có nhớ mẹ không? Có. Nhớ như nào? Nhớ như nào nhỉ? Tiếng Anh không dạy con cái gì? Cái gì con? Tiếng Anh không dạy con cái gì hết. Tiếng Anh không dạy con cái gì á? Sao tiếng Anh lại không dạy con cái gì? Nhưng mà tiếng Anh. Em bảo là thằng Anh. Tiếng Anh. Tiếng Anh nó chưa không phải tiếng Anh. Tiếng Anh. Nhưng mà các con đi học các con chẳng nhớ mẹ gì cả. Có mà. Con. Con nhớ. Con nhớ. Con nhớ mẹ nhiều. Ra đi ông mẹ. Ra đi mẹ đang bị ốm đấy. Rồi, sao con thế? Cậu mồ. Con, thế là cái dây của bồ đấy. Dây của bồ đấy. Rồi, cắt đi con. Dây của bồ nam đấy. Anh chỉ mua thôi. Rồi à? Con làm gì đấy? Bỏ đi thế này. Anh cho mua đi. Anh, mẹ anh cho bỏ đi thế này. Sao anh làm thế này? Thôi rồi con cất đi, không cho cái đấy đâu. Chị chơi bằng tay đi. Chị chơi bằng tay.